Thưa quý vị, tối qua mùng 3 tháng 12, khi nhiều người dân đang vui chơi tại khu vực sân khấu nhạc nước mới được xây dựng, thì sân khấu bất ngờ đổ sập, đè lên người dân phía dưới, khiến cho nhiều người nằm la liệt. Sự việc xảy ra tại khu vực tổ chức chương trình nhạc nước nằm trong công viên The Sun Casa tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong một video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn, nhiều người nằm la liệt trên nền đất. Trên nền đất cũng có nhiều vật dụng vỡ nát chưa xác định. Sân khấu nhà nước nói trên mới được khai trương một ngày. Sân khấu được thi công bằng khung sắt. Thời điểm xảy ra sự cố sập sân khấu, khu vực này có xuất hiện mưa gió. Người dân trong đoạn clip bức xúc nói, không hiểu dựng sân khấu kiểu gì mà gió mới thổi đã bay. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, cơ quan chức năng của thành phố Thủ Dầu 1 đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. VTC sẽ tiếp tục thông tin về sự việc nghiêm trọng này.